Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Win, Shiro của Thạch Chính My. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái web game mua hay tặc, nói chung là của China nha anh em. Thì nói chung thì những anh em nào có theo dõi mình nhiều thì anh em cũng đã biết kênh của mình, nói chung là chủ yếu là làm về cái game mua hay tặc ở web. Nói chung là các web China, lâu lâu mình phát hiện ra những web nào mới thì mình đều làm clip cho anh em xem. Cái thời gian dạo gần đây, mấy tháng gần đây thì mình tập trung quay duy nhất đó là tựa game One Piece Fighting Pass thôi. Nhưng mà nói chung là lâu lâu mình vẫn sẽ quay trở lại với những cái game ở web nha. Cho nên hôm nay thì mình vừa mới phát hiện ra một cái web mới. Phát hiện thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có dịp, mới rảnh để mình quay clip cho anh em xem đây. Web này là một web China và nó có những con tướng mới rất là hấp dẫn nha. Và nếu anh em muốn biết chi tiết thì hãy theo dõi clip của mình nha. Chúc anh em vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe. À, thì cái link web của nó tên là www.wanhzw.com. Rồi nói chung thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả nha. Đấy, anh em chỉ việc nhấp vô cái link thôi là anh em sẽ dẫn cái trang game này cho nó nhanh gọn lẹ. Chứ mình đọc từng chữ vậy có khi anh em không hiểu đâu. Rồi, thì mới vào anh em trang chủ nó như thế này, mới vô anh em sẽ đăng ký nha. Đây là cái link này, đó, nó nằm ở dưới đây nè. Đó. Rồi, thì mình sẽ để link dưới phần mô tả. Bây giờ thì mình sẽ đăng ký một cái nick và truy cập vào nha. Coi thử coi cái web này nó có gì hay ho nha. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái màu đỏ này để đăng ký, còn bên màu cam là đăng nhập. Rồi, mình sẽ đăng ký. Mình nghĩ đăng ký chắc thì sẽ đơn giản thôi, cũng không có gì khó. Đầu tiên chúng ta nhập tài khoản, và tất nhiên cái tài khoản này thì nếu mà anh em nào thích thì anh em cứ lấy chơi nha. Mình sẽ đăng ký và anh em thích thì anh em cứ lấy chơi. Tài khoản sẽ là VHTZM, VHTZM. Mật khẩu thì mình đặt sẽ là 123456 đi. Và 123456, rồi. Đó, chúng ta đăng ký. Ui, nên đăng ký thất bại rồi đây mà. Có thể đây là do mật khẩu hoặc tài khoản đây. Không được rồi. Như vậy thì mình sẽ đặt VHTZM, VHTZM. Mật khẩu thì mình sẽ thi đi thêm là VHTZM123. VHTZM123. Rồi, không biết là được chưa đây nữa. Vẫn không được à? Hình như là tài khoản không, nó có người sử dụng rồi hay sao á. Nói vậy thì mình sẽ đặt là VHTZM, VHTZM123. Rồi, mật khẩu thì mình đặt 123456 đi. Chắc là vấn đề là nằm ở tài khoản chứ không phải mật khẩu. Cho nên mật khẩu mình vẫn để là 123456 nha. Đó, đăng ký thành công rồi nha anh em. Đấy, nói chung là đăng ký rất là đơn giản thôi. Rồi, mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ chọn login. Rồi mình sẽ đăng nhập. Tài khoản là VHTZM, VHTZM123, mật khẩu là 123456 nha. Cho nên những bạn nào mà muốn lấy nick của mình chơi thì anh em cứ thoải mái nha. Ở đây thì mới vào nó cho anh em free 1 triệu gold này. Ui, không phải 1 triệu nữa mà là 10 triệu nha anh em. 10 triệu vàng. Lát nữa giờ mình vô tạo nhân vật, sau đó vô chuyển vàng vô nha. Bây giờ mình vô game trước. Vô game để tạo nhân vật cái đã. Anh em phải tạo nhân vật rồi anh em mới chuyển vàng nha, chứ nó không là sẽ bị mất vàng. Wow, hình này giống hình của năm số 8 vậy. Đúng là hình của năm số 8 mà anh em. Hải tặc 568play.vn nè. Thế mà tại sao nó lại bay sang bên cái web này nó nằm nhờ. Buồn cười vậy ta. Thế là web này ăn cắp cái hình của năm số 8 rồi nha. Ngon nha. Ở đây là cái bạn Big Update thức tỉnh Luffy Snackerman nha anh em. Khai phá vùng đất mới. Thì bên năm số 8 đợt vừa qua có cập nhật hai con tướng mới, đó là Katakuri với lại Luffy Snackerman. Ui, thấy chạy cũng khá là nhanh nha. Mình sẽ chọn tạo đại nhân vật đi. Mình chọn xã thủ đi. Đặt tên là VHTZM luôn. Ok. Giờ mới vô chắc là sẽ có phần âm thanh, cho nên mình sẽ tắt âm thanh đi nha. Chúng ta cùng nhau khám phá cái web này có gì hay ho nha. Mình thấy chạy khá là mượt luôn á. Ok, để mình chỉnh lại khung hình cho nó phù hợp đây. Mình thấy nó dư một xíu. Rồi, ok, chắc được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu xem thử coi nó có những cái ưu đãi gì là cái thứ nhất. Cái thứ hai là... Ui, mưa ta, hết hồn tưởng mưa chứ. Rồi, thì cái web này đầu tiên là về phần ưu đãi nha. Để mình xem cái ưu đãi là gì nha. Mới vô thì em vẫn sẽ cấp 1 này. Trực chiến này 2k này. VIP 12 là điều chắc chắn rồi này. Và chúng ta nhận được là berry thì tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình như là 100 triệu nha. 100 triệu berry nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vàng thì như là cũng 100 triệu luôn thì phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, hình như là 100 triệu vàng. 100 triệu vàng. Còn danh vọng thì là được khoảng 5 triệu danh vọng này. Chiến tích thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 triệu chiến tích. Chiến tích thì nói chung là cũng không xài nhiều. Mình cũng không rành web này nó có xài gì nhiều không. Nhưng mà đó là những cái ưu đãi nha. Những cái ưu đãi mà nó cho. Rồi, tiếp theo thì để mình xem thôi coi.
Nói chung là bên web này mình thấy cũng khá là mượt đây. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem sơ qua về cái phản hồi cũng như là cái những cái phần quà khi mà nạp thẻ nha. Đây là Vui Vẻ Online này, thì chúng ta nhận được một số quà linh tinh thôi. Hoạt động này là hoạt động thu thập thẻ bài. Wow, nhìn chung một cái điểm mình thấy hứng thú và thích ở cái game này, web này đó là rất là mượt, chơi không có lắc đâu nha anh em. Nhấp vô cái nào là nó chạy mượt cái đó luôn. Đấy, rất là phê. Nãy quên nói với anh em là về phần thể lực thì anh em sẽ được tặng là 100.000 thể lực nha. Rồi, ok. Mà nói chung thì trong những cái web lậu China này thì thể lực chắc là sẽ không thiếu. Chúng ta có thể dùng những cái phương pháp khác để mua. Đây là quỹ hải tặc. Thì chắc là các bạn sẽ bỏ vàng ra để mua này, sau đó nhận lại được lãi suất 150%. Rồi, ok. Tiếp theo đó là một số cái đây là cái gì đây? Đây là bắn pháo hoa. Rồi, ok. Đây là hoạt động vòng quay may mắn nè anh em, thì anh em sẽ nhận được một số phần quà trong đây, ví dụ như là điểm chiến tích này. Ui, có cả tinh linh nha anh em, đây là tinh linh đinh nè, berry berry nè. Con này thì mình không biết, con này thì con Lesia thì phải, con này là Draco, con này là Lucifer. Chỉ có không có Tiamat thôi nhỉ. Một cái hòm gì đó. Đây mình quay không biết được không ta? Ui được này. Một ngày được 2 lần free mà. Được ma phấn tinh linh trung cấp hay sao á? À không, đây sơ cấp thôi. Nên là sơ cấp. Rồi mình không quay được nữa à, một ngày chỉ được một lần quay thôi à. Rồi giờ muốn quay thì nó không cho quay luôn. Ha đù. Đây là cái gì đây? Không hiểu luôn anh em ơi, nó không cho quay mặc dù mình có rất nhiều vàng mà nó không cho quay, cay thiệt. Rồi đây là hoạt động đổi thưởng nha. Rồi hoạt động đổi thưởng thì tạm thời mình để đây đã lát coi sao. Đây là thương thành. Thì nói chung là đem tích điểm anh em đổi quà thôi. Quà online thì để mình coi coi. Quà online mất ngày thứ 6 thứ 7 mới đau chứ. Cái này chắc là không quan trọng nên cũng không quan tâm. Đây là phúc lợi 7 ngày. Thì nói chung anh em online 7 ngày để anh em nhận. Cái này cũng khá là ngon. Rồi ok, anh em nhớ xem hết clip nha. Lát nữa mình cho anh em xem một số tướng mới, ví dụ như Katakuri rồi cũng rắc rồi các kiểu. Khá là phê, có cả Kaido nha anh em. Có cả Kaido luôn ấy, hơi bị dữ. Rồi lương ngày. Thôi cái này thì nhận tạm đi. Đây phản hồi nè, phản hồi từ từ đi. Coi đầu vàng trước nữa. Đầu vàng có nhiều đồ ngon nè anh em ơi. Quá hầu có cả tướng luôn. Rồi con sư tử luôn này. Trác quỷ cũng có luôn nha anh em. Dưới đây có giáp bảo hộ này. Đây là thời trang nha, một số cái thời trang. Ui, có cả nguyên tố luôn, quá ngon, mình thử đào coi. Hình như một ngày đào được lần free. Ủa, mình cứ tưởng trác quỷ chứ. Cái này là mảnh thôi thì phải, thu thập 100 mảnh ghép lên được. Đào tiếp được không ta? Ý, khoan. Hình như là mỗi ngày có 50 lần free à? Ồ, vàng của mình đâu bị trừ đâu. Ồ, hình như có bị trừ thì phải. Không biết có bị trừ không thì mình không biết, nhưng mà mình ở đây có, mình thấy có 48 lần nè. Bây giờ mình đào nhanh 48 lần luôn coi. Wow, phải lòi anh em ơi. Được mớ đồ. Mấy cái này chỉ là mảnh trác quỷ thôi chứ không phải trác quỷ. Rồi, nói chung thì mỗi ngày em cố gắng vô đào 50 lần nha. Một ngày nó cho 50 lần đào thì cứ cố gắng vô mà đào. Tuyệt vời. Rồi, đây là Vui Vẻ Online, đây là quỹ hải tặc rồi, hình như là hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem sơ qua về phần cái phản hồi trước. Đây. Ui, cái phản hồi đầu tiên mới vô là mình được nhận luôn nè. Nói chung là cái phản hồi đầu tiên là được free nha. Thì phần thưởng của chúng ta, mình vô mở túi đồ ra. Tại vì giờ túi đồ mình khá là chật chội rồi nè. Cho nên mình cần phải mở full túi đồ cho nó rộng một túi ra. Đó, phê chưa? Mình sẽ mở tới trang thứ 5 đi ha. Đó, vàng mình còn nhiều mà lo gì. Đấy, cứ mở hết như vậy, đưa đây tạm thời nhận hết luôn. Đây, cái phản hồi đầu tiên thì em sẽ nhận được là trang bị 110 và mỗi thứ là 5 món. Mỗi cái là 5 món. Rồi, một cái danh hiệu này, hai danh hiệu luôn. Thời trang của bắp gì đây. Một cái bếp cười, bếp biết gì đó. Rồi, một con tướng, đó là con Ageki. Con này là tướng búp nộ, cũng khá là cùi thôi. Thiên phú khá cùi nha em. DDDCC. Rồi Berry nè, đây là một con bếp cưỡi, một cái bí kíp gì đó để mở tinh bàn, ba cái hộp gì đó tùm lum. Rồi bây giờ mình sẽ nhận luôn nha. Nói chung là cái đầu tiên sẽ được free cho nên khá là ngon. Rồi sang phản hồi thứ hai. Phản hồi thứ hai thì cũng tương tự, anh em sẽ nhận được trang bị level 135, nhưng mà lần này thì mỗi bộ chỉ được một món thôi. Một cái thời trang của Bo Hancock, đây là đôi giày cao gót Bo Hancock này. Rồi hai cái thời trang cùi, đó là giáp bảo hộ với lại mũ bảo hiểm. Ngoài ra thì có một cái trác quỷ gì đó, trái này chắc là trái tri thức quá, cũng không biết phải không nữa. Mình nghĩ là vậy tại vì nó cũng nổ kìa. Rồi tiếp theo là một số cái danh hiệu, một số cái hộp như tương tự thôi, và thời trang rất nhiều, quả trứng bét gì đây là tùm lum nè. Rồi phản hồi thứ ba, anh em nhận được một con bét, đó là con Mew tinh nhân hải tặc, đây là con Gold B. Rồi tương tự thì cũng sẽ được trang bị 135. Bên đây thì tiếp tục coi. Ui, cái này chắc là bảo thạch đúng không? Wow,
được những cái cục bảo thạch rất là ngon nha anh em, nhưng mà đây chỉ là 7 sao thôi à. Ui vãi. Đây là trái tinh lửa nè, nghĩa đây là trái tinh lửa nha. Rồi, tiếp tục nào. Móc phản hồi tiếp theo cũng là bảo thạch tiếp nè. Rồi. Được một số cái danh hiệu rồi bích cửa này nọ thôi, cũng chưa có gì đặc biệt. Chúng ta sang móc phản hồi tiếp theo. Móc phản hồi tiếp theo là móc phản hồi thứ 2 3 4 5 6 nha. Tổng cộng có 8 cái phản hồi và đây là phản hồi thứ 6, được Shirahoshi. Đây là một con tướng búp nổ cũng khá là ngon và thiên phú anh em thấy ngon chưa? Mà còn S trừ luôn. Rồi tương tự thì cũng sẽ được danh hiệu và một số thứ linh tinh, anh em có thể tự quan sát nha. Tiếp theo là móc phản hồi thứ 7. Móc này anh em nhận được Rayleigh nha. Ui Rayleigh này sao mà cái có cái ma công bằng A mắc cười vậy. Ông Rayleigh này thì đánh bằng tuyệt chiêu. Cho đây là tuyệt chiêu nó vượt trội nhất nè, SS không giống. Rồi trang bị là 150 luôn. Và đây là cái gì đây? Danh hiệu đúng không? Một con Cerberus ba đầu nha anh em. Rồi một con kỳ lân luôn, quá ngon. Rồi móc phản hồi cuối cùng, hình như là mình nhớ không nhầm là nếu móc phản hồi cuối cùng là có Luffy với Kaido. Chính xác. Đây là móc phản hồi cuối cùng nha anh em. Đây, thằng Luffy này là thằng Luffy Gen 4 nè. Thiên phú anh em thấy ghê chưa? Vật công là 4S trừ luôn. Rồi, đây là Kaido nha. Con Kaido này thì tuyệt chiêu cũng là 4S trừ. Ủa con này Kaido đánh bằng tuyệt chiêu à? Và cuối cùng là Sengoku, không biết là sao Sengoku lại lạc loài trong này nữa. Rồi, tiếp theo là một số cái bảo thạch. Tương tự là bảo thạch của up thôi. Này là 0.9%. Cái này 0.9% luôn, nói chung là bảo thạch của Mi Chang. Rồi, đặc biệt lần tướng Kaido, lần tướng ngon này, lát nữa anh mình cho anh em xem hình luôn. Rồi, tiếp theo mình xem phần đổi thưởng đi. À thôi. Phần đổi thưởng tạm thời mình để sang một bên đi. Bây giờ mình cho anh em xem tướng. Cho anh em xem chùm server sở hữu tướng Kaido với Katakuri các kiểu ha. Thì hiện tại chùm server ở đây thì lực chiến là hình như là 359 triệu thì phải. Đúng rồi, 359 triệu. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem dàn tướng của top server nha. Wow, chắc chắn là sẽ có Kaido nha. Đấy, đầu tiên là thằng nhân vật chính thì nói chung là không chơi nên tạm thời không quan tâm. Tiếp theo là Sengoku. Đây là Sengoku có 3 ngôi sao anh em à. Và 3 ngôi sao này là màu tím tím hồng hồng. Và hình dạng thì cũng không có đặc biệt cho nên tạm thời mình bỏ qua. Rồi, tiếp theo là con Ribosi cũng không có gì hết. Đây là con Whiska. Ok, con này là con Nami. Rồi, con Nami, con này, có chơi Nami này. Ui, đồ nè. Trang bị rèn 195 luôn, phải liền thôi. Mã mắt sao tím. Ui, Nami này là Nami hình dạng mới luôn này, ghê chưa. Ui giời, cái gì đây? Đây là trang sức bét mà nó thành trái ác quỷ luôn này. Vãi thật. Ui, nhìn mấy cái bộ đồ kìa anh em ơi, nó lên như kiểu siêu nhân á. Siêu nhân gao anh em à. Đây giống như kiểu là những cái trang bị của siêu nhân thì đúng hơn. Rồi, tiếp theo là con Shirahoshi cũng có 3 ngôi sao này và cũng có chơi này. Thiên phú là đang SU các kiểu nha anh em. Rồi, ok, Shirahoshi cũng không gì đặc biệt hết. Đây là Luffy. Rồi, để cho anh em xem Luffy nè. Nhưng mà đây, ui Luffy có hai kỳ vũ trang cánh tay luôn rồi em ơi. Và ở dưới thì có cái vòng xoay là vòng xoay Benhazan, tức là vòng xoay lửa băng. Và xung quanh thì có chakra y như Super Siêu Saiyan. Con rồng đợt này thì nó cũng nhỏ hơn đi rất là nhiều nhưng rất là gọn gàng luôn anh em. Và nhìn Luffy đúng ngầu luôn. Vãi liêm thật anh em à. Luffy đúng chất luôn. Oh my god, luôn đây là Kaido nha. Cho anh em xem Kaido luôn. Kaido xem không được anh em ơi, để mình nhắp sang một đứa khác nè. Rồi, đây. Kaido nha anh em. Đây là con Kaido đầu tiên mà mình review trên cái video trên kênh của mình luôn á. Đây là con Kaido đầu tiên mà anh em sẽ được nhìn thấy. Rồi, đang còn lắc anh em ơi, chưa hiển thị. Nói chung là cái gì đó đặc biệt thì nó hồi hộp một xíu cho nó hấp dẫn. Vẫn chưa thấy luôn anh em ơi, quá hồi hộp. Rồi, mình bật sang Sengoku đi. Bây giờ bật. Ui, vãi liền anh em ơi. Kaido không thèm chơi luôn à. Kaido nha anh em, đúng hung hăng luôn ha. Dữ thiệt, xe tốc đỏ có gì hot không ta. Nhìn chung thì hình dạng của con Kaido này là nguyên con rồng thôi. Nó sẽ hóa thành nguyên con rồng. Và vẫn có vết sẹo của Oden gây ra nè. Oden Shirataki. Quá ghê. Có cả giáp này nè, có giáp lông vũ các kiểu nè. Rồi, ok, nhìn chung thì con rồng này khá ngầu. Tạo hình thì cũng khá ngầu nhưng mà nhìn nó kiểu ngoằn ngoèo mắc cười quá. Nhìn vô nó không có điểm tựa mà nó lại ngoằn ngoèo được vậy cũng khá là mắc cười. Bây giờ chúng ta xem San coi. Coi San có gì đặc biệt không. San có chơi nè. Wow, hình dạng vẫn mắc cười như xưa. Tiếc là hình dạng nó không được đẹp như những cái web thường khác nha anh em. Rồi, tạm thời mình bỏ qua top 1 này đây. Chúng ta sang top 2, coi thử có Kata không nha. Tại vì top 1 không có Kata. Không có Katakuri cho nên là bây giờ mình tìm sang top 2 có gì hot hay không. Rồi, top 2 thì lực chiến là 343 triệu. Nói chung là cũng thua top 1 một xíu thôi. Về đồng đội thì hiện tại bên top 2 này thì cũng chơi Luffy. Rồi cũng chơi Kaido. Những Kaido không thèm không chơi đây mà. Kaido sao ấy.
cái đồ yếu quá sao mà các dân chơi không thèm chơi luôn. Ồ, hiện tại vẫn đang lắc quá cho nên là chưa xem được của bạn này. Lắc qua anh em ơi, lắc qua lắc qua. Có rau trắng nè anh em, để xem rau trắng là có gì hot không. Cái những tướng này thì cũ rồi, mình đã xem ở top 1 này. Bố già anh em ơi, xem bố già. Đây bố già, ủa bố già không chơi nha. Tính là bố già không chơi nha. Bố già đang bị lắc rồi, vẫn chưa hiện thị. Nói chung nhìn chung thì game khá là mượt, nhưng mà vô nhân vật này thì hơi lắc xíu. Nói chung là của China cho nên anh em cũng thông cảm nha. Tại vì China thì nó hơi lắc một xíu, nó không có được mượt như web Việt Nam chúng ta. Rồi à, thanh niên này có nhiều tướng hơn nè anh em ơi. Nhưng mà để mình xem cái chàng 2 có con gì hot hay không. Chứ chàng 1 thì hình như là vẫn cứ cũ rồi. Đây, ui chàng 2 cũng vậy luôn. Như vậy là vẫn chưa thấy Kata đâu nhờ. Nhưng mà Katakuri thì mình cũng đã có nhiều clip rồi đúng không? Cho nên là chắc anh em cũng quen thuộc rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta có Zack nữa. Nhưng mà như là chưa ai có Zack luôn á. Mình nghĩ chắc là chưa ai có Zack đâu anh em ơi. Tại vì Zack rất là mạnh, nếu mà có thì top 1 đã lấy chơi rồi. Thế nên đây là top 4 thì khả năng cao bắt đầu từ ui sao top 4 mà mới level 20 thế này. What the hell? Mới level 20 mà lại lạc loài trong đây anh em ơi. Nguyên vàng 200 của mình bạn này 20. Phải liền thật. Cái kiểu bị lạc loài á. Ôi đơ luôn rồi. Đơ luôn rồi anh em ơi. Đơ luôn rồi. Để mình vô lại. Để mình xem top 1 đẳng cấp coi. Top 1 đẳng cấp thì được chiến cục 359 triệu này. Adu lắc luôn rồi anh em ơi. Không thấy gì luôn. Lại bị lắc rồi. Như vậy là đã bị lắc rồi. Lắc rồi anh em ơi, nó không có loát luôn rồi nè. Lực chiến, à đã được rồi nè. Ok. Để mình kiểm tra các bạn khác rồi. Nó sao ấy, nó kiểu bị lắc rồi, không xem được. Rồi để mình xem lại top 4 này. Lắc rồi, như lắc rồi đó anh em. Lắc rồi. Web China cho nên đôi khi nó hơi lắc giật. Không xem được, thôi được rồi, nói chung là xem vậy cũng được rồi. À, ngoài ra thì có thêm tướng sắc nữa. Nhưng mà chắc là chưa ai có. À, bây giờ thì chúng ta xem phần đổi thưởng đi. Đó. Đây là đổi thưởng về báu vật thì phải. Thì nói chung là chúng ta đổi báu vật của thời trang, báu vật của rau trắng nè. Nhưng mà rất là nhiều báu vật nha. Wow. Có cả báu vật của đây là đám mây của Big Mom này. Đây là cái đai của Kaido này. Hôm nay là cái gì chả biết luôn. Này trang sức bét cưỡi mà nó thành ra cái gì mình cũng không biết là cái gì luôn. Nhưng mà chắc quỷ thì phải. Đây là Big Mom, nón của Big Mom. Rồi là Prometheus của Big Mom, này của Kaido nè. Chùy của Kaido nè, đấy. Nói chung là mấy đó là mấy cái món báu vật của băng rock. Rồi ok. Có cả bét carrot với lại kim ba âm nè, rất là đầy đủ nha. Rồi chúng ta đến phần tướng đi. Ủa cái gì đấy, cái nhẫn gì đấy. Quái liền thế. Chúng ta đến phần tướng đi ha. Chủ yếu là coi phần tướng thôi. Phần tướng chắc nằm cuối cùng quá, à không phải hả. Tướng đây rồi anh em ơi. Chúng ta có thể đổi được Sabo này, Macro này, Râu Đen, Iso, Enel. Bên đây có Aokiji, Kuma, Berona, Chopper và Kaya. Đây là bộ Hancock, Zimbel, Robin, Nami và Brook. Ồ, thành viên băng vũ rơm luôn nha anh em. Yoro, Sanji, Usopp, Ranky, Ai. Và cuối cùng đó là Mihawk. Ồ, như vậy là con trong đội thưởng này thì chắc chắn là sẽ không có Luffy và Kaido nha. Bắt buộc anh em phải nạp thẻ. Rồi. Những cái mục trên là một số cái thứ vớ vẩn thôi. Rồi, ok. Nói chung thì web này là như vậy. Có những con tướng đặc biệt ví dụ như là Luffy dạng người ta gọi đó là Luffy Super Saiyan hả ta. Luffy Super Saiyan nha anh em. Với lại Kaido rồng lộn. Đó, thì bây giờ mình đi nhận nhiệm vụ phát nè. Để có gì mình chuyển vàng vô game có được không nha. Rồi, mình sẽ nhận nhiệm vụ và đi đánh nhau cho anh em xem thì có mượt hay không nha. Rồi, ok. Đó, đi đánh nhau thôi em ơi. Yo. Mình nghĩ đánh nhau cũng sẽ rất là mượt thôi. Tại vì nhìn cái di chuyển là mình biết mượt rồi. Cho nên về cái chung là về chất lượng hình ảnh thì game với lại game cái loát tài nguyên này thì mình nghĩ rất là ok, rất là mượt, nó sẽ không có lắc đâu. Cái điều vô xem top server thì nó hơi lắc xíu thôi. Rồi, mình sẽ đánh trận đầu tiên xem sao. Ủa nhưng mà tại sao mình không lên cấp ta? Tại vì nhớ không nhầm nhận mấy cái nhiệm vụ này là mình sẽ lên được level 2. Nhưng mà thấy sao bây giờ vẫn còn chưa lên nữa. Đấy, anh em thấy không? Bắn rất là nhanh và rất là mượt nha. Đó. Ui, vẫn còn à. Ok, giết luôn nha anh em. Ui, ống kinh nghiệm hiện tại là 0%. Như vậy là ống kinh nghiệm là luôn luôn 0%. Nó không win được anh em mà, nó không lên phần trăm được luôn. Khó hiểu thế. Thế thì tại sao cái thanh niên kia lên được cấp 200 được nè. Rồi, trận này thì chúng ta được sự trợ giúp của bố già này. Ok, chiến luôn. Trời.
này kịch bản sai nha, tại vì kịch bản cũ là bố già sẽ được bầu nữa, nhưng mà cái này không được bầu luôn, buồn thiệt chứ. Cái này thì thua rồi, kịch bản thay đổi rồi anh em ơi. Rồi nhưng mà vẫn không được lên cấp luôn, vẫn là cấp 1, khó hiểu ghê. Phần trăm kinh nghiệm cũng không có luôn, không biết làm sao để có kinh nghiệm ta. Bây giờ mình mở được hệ thống đồng đội nè, mình có thể mang này vô nhưng mà chắc chắn là không được rồi. Ok, không có trang bị để mang luôn, nhưng mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành. What the hell. Rồi bây giờ mình sẽ đổi vàng vô game nha. Rồi thì mình có một ít vàng ở đây, nói chung là vàng này là mới vô nó cho luôn nè, cái này là 10 triệu thì phải. Cho nên bây giờ mình sẽ đổi vô nha. Đó, mình sẽ ghi vô đây là 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ chưa ta? 10, 1, 2, 3. Đúng rồi, hình như đủ rồi. Nhưng mà không biết nó có giới hạn gì ở đây. Hình như giới hạn là 1.000 triệu à. Mình nhấp vô server để chọn nè. Sau đó chọn exchange. Đó, như vậy là chúng ta được chuyển thành công. Vàng còn không ta? Để mình reset lại coi. Ồ, vàng mất rồi anh em ơi. Như vậy là vàng nó đã nhảy vô đây rồi thì phải. Và không biết là có được tính là nạp không ta? Ui, được luôn. Như vậy là chúng ta được tích được tới cái mốc thứ hai này. Như vậy là mình lại tiếp tục nhận được full quà ở đây nữa. Peloy. Wow. Và thậm chí là bây giờ hiện tại đang có cái event xúc tiến nữa nha. Nha anh em, nếu mà mình tham gia các bước của sự kiện thì mình sẽ được xúc tiến lên cái đường thứ ba này luôn á. Wow. Và nói là rất nhanh, rất nguy hiểm nha anh em. Như vậy nói chung là anh em sẽ được free 2 boss. Đấy, free 2 boss. Còn lại là 6 boss, tổng cộng 8 boss thì anh em được free 2 boss rồi. Biết là cái boss thứ hai này cũng không có tướng, nhưng mà không sao, chúng ta cũng được thêm mớ đồ rồi. Wow, đây là thành quả mình nhận được anh em ơi. Quá ngon, quá nguy hiểm. Quá phê lòi. Đấy. Rồi. Đó, thấy chưa, anh em thấy ngon chưa? Quả thật đây là một cái game ưu đãi cũng rất là nhiều đấy. Nhưng mà nói chung là để từ từ để mình khám phá thêm. Đây, clip cũng hơn 20 phút rồi, cho nên thôi chắc mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Nếu anh em thích thì anh em hãy để lại comment cho mình biết, thì mình sẽ quay lại với phần 2 nữa. Còn hiện tại đây là phần 1 thôi nha. Đấy, có gì mình sẽ cày thêm. Nếu mà anh em thích thì mình sẽ cày thêm các kiểu của đại điểu. Đây là đi đánh tiếp nè. Rồi, ok, có gì anh em thích thì mình sẽ làm thêm nha. Là cái này mình trên nãy mình chưa nhận nè, nhận luôn nè. Ngày thứ 7 có gì hot không? Ủa, cái này ngày nào cũng chạy luôn à? Gì sầm lao vậy? Rồi, ok, không biết là bị lắc hay gì thì mình không biết, nhưng mà mình thấy cái quà đó hơi cùi. Ngày nào cũng như thế này thì mình thấy hơi mắc cười. Ok, hoạt động đâu ta? Người ta vẫn chưa mở hoạt động, cái này cần phải đi làm nhiệm vụ của phó bản, chúng ta mở thêm nhiều cái icon mới. Rồi, bye bye anh em, đây là web, rồi, mình sẽ để link ở dưới web với phần mô tả đi, chứ mình đọc anh em cũng không hiểu đâu. Web của nó tên là onehjw.com, mình sẽ để link với phần mô tả nha. Rồi, có gì anh em nhấp vô link đó để mình chơi. Rồi, bye bye anh em.